Xin chào, các bạn đến với kênh Thủy Sinh Xanh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng cá cảnh thủy sinh, vừa dễ nuôi mà không đòi hỏi không gian riêng tư hay điều kiện nước đặc biệt. Cá anh đào hay còn gọi là cá riếc anh đào có nguồn gốc ở Sri Lanka, Colombia, Mexico. Thân cá thon dài có màu đỏ đặc trưng, màu của cá đậm hay nhạt còn phụ thuộc vào môi trường sống và chế độ thức ăn. Những con đực sẽ có màu đẹp và đậm hơn những con cái. Vào thời kỳ sinh sản, khi cá mới thả vào bể cũng sẽ có màu nhạt hơn. Khoảng từ 4 đến 6 ngày thì màu sắc sẽ dần ổn định trở lại. Để nuôi cá anh đào tốt nhất bạn cần lưu ý những yếu tố sau. Đây là một loài cá nuôi tốt nhất trong bể thủy sinh, thể tích bể nuôi tốt nhất 90 lít. Chiều dài bể nên từ 60 đến 80 cm. Cá anh đào thích sống trong bể thủy sinh có nhiều rong. Ánh sáng là một điều quan trọng. Khi nuôi cá anh đào không cần ánh sáng quá mạnh. Bể nuôi không cần quá nhiều oxy. Đây là loài cá khá hiền lành và là một cư dân lý tưởng cho cộng đồng trong bể thủy sinh. Bạn nên nuôi chúng với số lượng từ 6 đến 8 con để chúng bớt sợ hãi và góp phần tạo nên một không gian đẹp hơn cho bể thủy sinh. Hơn thế nữa, con đực sẽ có màu đẹp hơn khi có sự xuất hiện của đối thủ cùng loài. Cá riếc anh đào là dòng can tạp, dễ nuôi, nên chúng có thể ăn hầu hết các loại thức ăn từ thức ăn sống cho đến thực phẩm khô. Để chúng có thể phát triển tốt nhất thì bạn nên cung cấp cho chúng những bữa ăn với thức ăn sống như trùn huyết, artemia, cùng với các loại thức ăn hạt hoặc mảnh chất lượng tốt. Việc bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng sẽ giúp cá của bạn mau lớn, lên màu đẹp hơn và tăng cường sức khỏe của cá trong quá trình nuôi. Như vậy, Thủy Sinh Xanh đã giới thiệu cơ bản về cá riếc anh đào đến với các bạn. Đây là một loài cá cảnh hoàn hảo dành cho người mới bắt đầu chơi cá cảnh. Các bạn có thể truy cập website thủysinhxanh.com để hiểu rõ hơn về cách nuôi dòng cá cảnh này nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên ủng hộ kênh bằng cách ấn vào nút đăng ký kênh, ấn vào nút chuông để theo dõi video nhiều hơn nữa các bạn nhé.